À, xin chào tất cả các bé. Hôm nay bố vừa mua cho Dương một bộ đồ chơi mới này. Các bé biết là cái gì đây không? Bí mật. Đây là một chiếc máy bay trực thăng có điều khiển từ xa các bé nhá. Bố ơi bố. Dạ. Cái máy bay này cánh nó kiểu gì á bố? Nó không cánh như nó hay đâu. Chiếc máy bay này có trị giá là 200.000. Bây giờ bố Dương sẽ bóc chiếc máy bay này ra và hướng dẫn anh Nam và bé Dương cách điều khiển chiếc máy bay này nhá. Rồi, ok. Mở ra. Rồi, để bố mở cho. Để bố mở để bố hướng dẫn, không con không biết cách chơi đâu. Con mở cho. Đây. Đây là chiếc máy bay này. Đây là cái điều khiển. Bây giờ phải mở cái chân này ra. Để bố tháo chiếc máy bay này ra nhá. Bo. Em bé hơn này, anh to hơn. Đây là chiếc máy bay mới này, người ta phải buộc rất là kỹ. Trong quá trình vận chuyển này nó không bị làm sao. Rồi. Có cánh kiểu này là. Các bé nhìn chiếc máy bay có đẹp không? Có chiếc cánh. Chiếc máy bay này màu đỏ. Và theo như giới thiệu của người bán thì chiếc máy bay này làm bằng cái vật liệu nhựa rất là dẻo. Đây các bé nhìn này. Đây, bố Dương bẻ cái cánh này không ảnh hưởng gì nhá. Và va đập không làm sao. Đấy, người ta khuyến cáo là va đập thoải mái. Một lát nữa thì sẽ kiểm tra xem có đúng như lời quảng cáo không. Yên con. Tao cho bố mượn cái điều khiển. Một chiếc điều khiển. Đây là cái điều khiển của chiếc máy bay các bé này. Trên chiếc điều khiển này có hai nút điều khiển. Anh Nam làm nữa. Nút bên tay trái là đưa máy bay lên cao. Nút này là điều khiển máy bay quay sang trái hoặc sang phải. Còn hai nút nhỏ này, đây là nút có chữ R là ký hiệu bên phải, L là ký hiệu bên trái. Nếu máy bay mà xoay vòng tròn hướng bên phải thì chúng ta ấn vào nút bên trái để nó điều chỉnh, để cho không xoay hướng bên phải nữa, để cho máy bay giữ thăng bằng, để nó bay được lâu hơn. Và chiếc điều khiển này không biết sử dụng mấy quả pin, bây giờ phải tháo ra. Quên mang pin rồi. Quên sao? Bố lại quên mang pin. Pin của Nam còn mới hay pin cũ? Chẳng biết, pin mới. Pin mới thì dùng được. Đây các bé nhá, cái điều khiển này xem có mấy quả pin nào. 4 quả. À, 4 quả pin. Bố Dương lại quên mang pin, bây giờ phải mượn cái pin điều khiển của anh Nam để lắp vào đây. Dương lắp cho bố này. Chiếc máy bay làm như thật các bé ạ. Tí nữa bố sẽ giới thiệu cách bay chiếc máy bay này, bởi vì thấy nói là bay chiếc máy bay này không biết cách thì sẽ rất là khó, máy bay nó sẽ bị lộn nhào ngay lập tức. Nhắc lại các bé, đây là chiếc máy bay 200.000 nhá. Ok. 4 quả pin đã được lắp vào trong cái điều khiển này, bây giờ vặn nó vào. Máy bay này không cần pin à? Đây. Đây là công tắc nguồn để bật điều khiển này, các bé nhìn này. Máy bay này không cần pin à, bố? Khi mà bấm công tắc nguồn nó có một đèn nhấp nháy đây, các bé nhìn thấy chưa? Hai anh nhìn thấy chưa? Tắt đi nhá, bấm lại này, bật lại này. Đèn nhấp nháy này. Không biết cách bay đây. Đây là công tắc nguồn bật chiếc máy bay này, có cái lẫy này gạt sang đây. Khi nào mà chiếc máy bay này được khởi động thì nó có đèn nhấp nháy. Và hai bạn lưu ý này, đây chính là chỗ để nạp chiếc máy bay này nhá. Khi nào mà chiếc máy bay này hết điện, chúng ta cắm vào đây để nạp, cắm vào đây này. Lưu ý là trước khi cắm nó tắt cái nguồn chiếc máy bay này đi và cắm vào cái đường USB của cái điều khiển này để nạp. Đây. Như thế này là đang nạp đây. Đấy. Như thế này đang nạp. Mình nạp. Mình nạp là cái điều khiển của mình hết pin. Đúng rồi. Nếu mà nạp thì chúng ta cho cái pin điều khiển mạnh mạnh một chút, pin mới một chút. Đây các bé nhìn này. Trạng thái chiếc máy bay bố Dương đang cầm là đang được nạp điện từ nguồn điện của chiếc điều khiển cắm vào cái lỗ USB đây. Trên máy bay có một cái lỗ USB và chúng ta cắm vào đây. Như thế này đang nạp. Đấy. Bây giờ sẽ hướng dẫn hai anh em sử dụng nhá. Không cần chơi nhiều bố nhỉ. Bây giờ muốn chơi chiếc máy bay phải bật công tắc nguồn chiếc máy bay lên này. Bật lên thì nó có đèn báo này, nhìn thấy chưa? Đèn báo rồi. Rồi. Chưa, đây, cứ ngồi để đang để điều
Ngồi đây đã anh Nam ơi. Sợ à? Đây là cái điều khiển bên tay trái này là cho máy bay hoạt động này. Đấy. Cho máy bay lên cao là chúng ta kéo cái cần này về phía trước là máy bay lên cao. Kéo về phía sau là máy bay sẽ hạ thấp. Còn cái cần bên tay phải là điều khiển hướng máy bay, có thể bay sang trái hoặc bay sang phải. Giúp thằng bằng. Bây giờ mình sẽ thử bay em nhá. Cất cái hộp này đi con. Lên, ok. Cất đây. Cao đi. Cao quá rồi, xuống rồi, xuống đây, xuống đây. Wow. Máy thử nhá. Anh Nam đang lấy pin. Để đua. Đây này. Đây con này. Con bấm con cái này để đi. Bấm lên. Đấy, khi cho máy bay lên, lên từ từ thôi, được chưa? Đấy. Ủa, Dương vừa quay vừa cầm điều khiển đây này. Thấy chưa? Thấy chưa? Hạ xuống thì kéo về phía sau này. Đấy. Các bé nhìn này, đẹp không? Đấy. Wow, nhặt tới đây. Người ta quảng cáo là chiếc máy bay này có thể va đập thoải mái không ảnh hưởng gì. Lúc nãy Dương ơi đi đập mạnh thế. Tiếp tục nhá. Quan đập như vậy nó hỏng. Lên nào, lên. Cao chưa các bé ơi? Cao chưa? Bố đang hạ xuống đây. Bố đang giữ thăng bằng chiếc máy bay này. Chiếc máy bay này bây giờ đang cách mặt đất khoảng 4 mét. Cho xuống nhá. Ồ, mang đây nào. Ra đây cho con bay. Đây cho con bay. Con bé nhìn là chưa điều khiển máy bay chẳng có được không nhá. Lên đi. Rồi rồi lên lên cao đi nữa. Thôi thôi chứ đừng lên nữa. Bé gì này, Dương điều khiển nó tung hết vào cánh như này. Điều khiển cái máy bay này mình phải biết cách không là nó sẽ bị rơi ngay. Làm lại. Lên đi. Thôi cho xuống đi, cao quá. Hai bố con Dương phải di chuyển ra một chỗ để rộng hơn để bay. Bởi trong nhà anh Nam chân hơi hẹp lúc nãy. Lúc nãy bị bay máy bay lên mái nhà bố phải trèo lên lấy. Và bị rơi mất cái cánh đằng sau hả Dương? Đưa bố xem nào. Cánh đây này. Đây cơ mà. Rơi mất cái đuôi đằng sau này nhưng máy bay vẫn có hoạt động được. Bây giờ mình sẽ ra trường cấp 3 để bay nhá. Sân trường rộng thoải mái, không ảnh hưởng gì cả. Ra sân trường con điều khiển được không ấy? Nên là bố đưa đừng có bấm. Bố đưa điều khiển đi. Đi nhanh lên. Trời sắp tối rồi, Dương đi học về là 4:30. Đi tranh thủ quay mà thật nhanh thì mới kịp, không thì tối mất. Máy bay đang lên rất là cao. Cho xuống nhá. Sau một cú rơi từ trên cao khoảng 6 mét xuống đất, chiếc máy bay đang trục trặc. Hy vọng là lỗi trục trặc này là do yếu pin. Thử làm và xem còn dùng được không. Nếu mà không dùng được nữa thì đây là lần bay cuối cùng của chiếc máy bay này. Lúc nãy bố cho lên cao quá, nó bị rơi tự do xuống nên chắc là bị hỏng. Bố đang làm lại xem nào. Nếu làm lại mà được thì là may mắn, còn không được thì là vứt đi. Bay cao chưa? Chiếc máy bay đang lên rất là cao. Cho xuống nhá.
đang hạ xuống rồi. Cái bé gì này, chiếc máy bay của không có ai cầm máy quay cho bố nên bố không thể điều khiển chiếc máy bay bay đẹp được, nó xoay tít thôi. Bây giờ phải bấm nút xoay để điều chỉnh thì máy bay nó không xoay. Ra xuống nhá. Wow, một cú ngã tiếp. Để lên cao nhá. Ồ, yếu pin à? Yếu pin không lên được. Chiếc máy bay bị yếu pin, không thể cất cánh được các bạn này. Ồ, hết pin rồi. Cần thiết giới thiệu chiếc máy bay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nào thích video thì chia sẻ. Ra, chia, đúng mình chút.